do ta do hay, hay do ta là gây hay. Em là gái thôn hạ, do ta do hay. Trai thôn thượng là anh, do ta do hay. Chúng ta cùng đi gom rác, do ta do hay. Gom rác xong chôn ở chỗ ni, do ta do hay. Rác ni là rễ phân hủy, do ta do hay. Còn bên nớ ta phải đốt đi, do ta do hay. Mọi người ơi xin ghi nhớ, do ta do hay. Hãy chung tay bảo vệ môi trường, do ta là do hay. Hãy do ta là do hay. Xui xui, địch đến, địch đến. Anh em, rút luôn, rút. Rõ. Tại sao là có địch? Địch là ai? Là gái Tuna. Thế tại sao lại gọi gái thôn hạ là địch? Bọn họ gọi em là giặc. Thế tại sao gặp địch mình lại phải chôn? Hôm nay đến lượt họ chôn rác. Nhưng mà bọn em lại chôn giúp họ rồi. Mà lại bọn em lại không muốn họ biết cái việc bọn em làm. À thế à? Vâng. Thế thì địch đến giúp lui. Các cậu ơi, vào đây mà xem này. Rác hôm nay đầu hết rồi ấy nhở? Lạ nhở? Hình như ai chôn rồi này. Đúng rồi. Ai chôn nhỉ? Hay là cánh con trai thôn thượng nhỉ? Đúng là con trai thôn thượng rồi. Dấu tích còn để đây này. Các chàng bây giờ còn biết giữ gìn vệ sinh cơ đấy. Các chàng để lại cuốc cho cậu làm kỷ niệm này. Cầm về đi. Có mà để lại cho cậu thì có ý. Cái cánh con cháu cuộn cơm ấy, tớ thèm vào. Có mà thèm ý. Mà thôi, đi xem các chàng ở đâu đi. Thì đi. Chắc chưa? Chắc lắm rồi đấy ạ. Chắc khoan nữa rồi, chắc nữa. Vâng, vâng. Các cậu, dạ. Mình thấy mọi người vẫn gọi các cậu là con cháu nhà quận công. Này, chúng ta là con cháu quận công nào đấy? Quận công gì đâu anh. Các cụ ngày xưa có cái câu nói diễu là thứ nhất là quận công và thứ nhì là đồng đấy. Trời ơi, bây giờ mà vẫn thế á? Chả là thôn thượng của chúng em ở trên đồi. Thành ra ấy, mỗi lần ấy mà muốn giải quyết ấy là xuống dưới này. Sao nó tiện đây nè. Mát và vui lắm. Thôi, em đi làm nhiệm vụ đây. Đúng rồi, đi. Như vậy nguy hiểm lắm. Ruồi bọ sẽ mang mầm bệnh đi khắp nơi. Còn động cả vào thức ăn của chúng ta nữa. Nguy cơ dịch bệnh rất cao đấy. Vẫn biết là như thế. Thế nhưng mà dân ở đây là thành thói quen rồi anh ạ. Thế chẳng nhẽ trong thôn không ai xây nhà vệ sinh à? Ôi dồi anh, nhiều gia đình nhá, xây nhà vệ sinh đẹp cực kỳ luôn, xịn cực. Nhưng mà lại khóa cửa để đấy. Sao lại khóa cửa để đấy? Để cho nó mới và vẫn theo thói quen là xuống đây cho nó vui. Ê, anh em ơi, chú ý, địch lại lên đúng không? Nhưng mà lần này địch lại truy lùng mình ấy. Địch truy lùng anh em. Anh em, dạ. Tập trung. Rõ. Thế rồi không phải thế này. Trốn. Ôi, con trai thôn thượng, mày chết rồi. Các cô bạn thì có ấy. Điều vừa thôi, mày đâu mà mày? Không mày thì ngồi trên đấy làm gì? Để phục kích, anh em đâu? Phục kích! Các bạn ơi, mở mắt ra nhìn đi! Các em! Em chào anh ạ! Này, con gái thôn hạ lọt vào ổ phục kích của con trai thôn thượng rồi nhá! Các em ơi, con trai thôn thượng đã biết cách giữ gìn vệ sinh và còn muốn nhắc nhở mọi người không đại tiện quanh đồi. Này, thế con trai thôn thượng đã thu dọn bãi chiến trường xong chưa? Để tụi này sang dọn cùng. Gần xong rồi, ta cùng thu dọn. Dô ta dô hay. Dọn bãi chiến trường. Dô ta dô hay. Hay dô ta là dô hay. Cùng thu bom rác. Dô ta dô hay. Giữ gìn vệ sinh chung, hãy do ta là do hay. Chúng ta hãy chung sức để giữ gìn vệ sinh môi trường. Và nên nhớ, sau mỗi lần dọn rác, hãy tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ mọi vi khuẩn gây bệnh.